Sổ đỏ của Vũ Trọng Phụng. Chương 11. Cuộc khánh thành sân quần, xuân tóc đỏ diễn giả, việc sửa soạn một cuộc hôn nhân. Buổi khánh thành cái sân quần riêng của bà Phó Đoan trong vườn hoa nhà bà thật là một ngày đáng ghi vào lịch sử thể thao của nước Việt Nam. Theo như những cuộc khánh thành khác, cũng có tiệc trà, có rượu sâm banh, lại có cả chúc từ nữa. Họp mặt tại bữa tiệc, có từ ông Tüffner cho đến vợ ông ta, từ cô Tuyết cho đến anh ruột cô ta là cậu Tú Tân, và chị ruột cậu này là bà Phán, vợ ông Mọc Sừng. Nguyên là cô Hoàng Hôn, và cả nhà chính trị Bảo Hoàng Joseph Thiết nữa. Ông này coi cả bọn chung quanh ông chỉ là dân chúng, còn mình là một nhà lãnh tụ, một nhà chính trị, và một nhà chính trị thật sự, thì bao giờ cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia mà khinh bỉ những cái thị hiếu, lòng ham vui thú của dân chúng. Giữa lúc mọi người cười nói ồn ào, ông Joseph Thiết dở một tờ báo Pháp ra, sung sướng hưởng cái khoan khoái của việc ông Léon Blum bị môn đồ của nhà Bảo Hoàng Maura đánh cho chảy máu ở hai bên Thái Dương. Nhưng những người chung quanh ông chẳng ai để ý xem ông đương làm gì. Họ coi ông thuộc vào hạng người vô tích sự, chẳng bao giờ làm lỗi việc gì cả. Nhưng thấy ai làm gì là cũng chửi. Hạng người bất cứ ở chỗ nào cũng có mặt để đại biểu cho một sự vô nghĩa lý. Hạng người chỉ có một cái thiên chức nói khoác, cũng như nhiều ông pháp du khác. Đổi lại, ông Joseph Thiết coi như lúc ấy không có những người khác nữa, cũng như những người khác coi như lúc ấy không có ông. Bữa tiệc ấy chỉ còn thiếu mặt cậu Phước, em Trã, thì là đủ các nhân vật thượng lưu trong xã hội. Khi hơi men đã ngà ngà, khi đám người thượng lưu ấy đã hơi hơi không được thượng lưu mấy tí, thì ông Văn Minh nâng cốc đứng lên với cái thân hình ốm yếu. Thưa các bà, thưa các cô, thưa các ngài. Ấy thế là ông Văn Minh nói nhai nhại đến gần một giờ đồng hồ về lịch sử thể thao của nước cổ Hy Lạp. Phong trào thể thao ở xứ ta, vận mệnh của nòi giống nếu không thể thao. Và nếu có thể thao, bà Phán, xin hiểu ngầm là bà Phó Đoan. Tiểu sử của bà, những tư tưởng tân tiến của bà, cử chỉ đáng làm gương của bà trong khi cho làm sân quần để phục sự một công cuộc thể thao gia đình. Trào lưu thể thao của phụ nữ từ khi có cuộc tiểu thư đi bộ. Giữa bài chúc tử, có đoạn ông Văn Minh công kích kịch liệt những người thừa tiền mà làm đình, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, những kẻ hủ lậu vậy. Ông kêu đồng bóng cũng là một lối thể thao, nhưng lối ấy đã bất hợp thời trang. Trong lúc ấy, ông nhà báo cấp tiến với xã hội và bảo thủ với gia đình vội vàng lấy bút máy và sổ tay ra ghi chép, coi những lời lẽ quý hóa ấy tựa hồ bật ở miệng một vĩ nhân mà ra. Rồi ông Văn Minh lại khái luận về những bổn phận của người đàn bà, lý tưởng có những gì, khiến bà Phó Đoan phải yên chí rằng mình là một người đàn bà lý tưởng. Sau cùng, đoạn chúc thư kết cấu bằng sự diễn giả giới thiệu với mọi người Xuân Tóc Đỏ, một thanh niên gương mẫu, một giáo sư tennis, với tất cả những danh dự mà cái chức ấy được nhận. Nói tóm lại, bài chúc từ ấy có đủ điều kiện là một bài của một nhà đại văn học, đại chính trị, vì trong đó có đủ mọi điều thêu dệt, bịa đặt, phóng đại, huyễn hoặc, giả dối bằng những danh từ điêu trá của văn chương. Mọi người vỗ tay thật là đích đáng. Nói xong, ông cháu rể ngồi xuống một cách nhũn nhặn, ngầm như đa số diễn giả khác, để bà dì đứng lên đáp lời. Bà Phó Đoan cảm ơn diễn giả và các cô, các bác, các ngài đã vui lòng đến chứng kiến bữa tiệc khánh thành cái sân quần của bà mà bà ước rằng lúc nào cũng đông. Mọi người lại vỗ tay, vì lần ấy là lần đầu ở vào một bữa tiệc có những nghi lễ như thế, được hưởng những cái danh dự mà chính nó cũng không biết.
Xuân tóc đỏ tưởng mình không phải đáp lời gì ai nữa, cứ việc vỗ tay thật kêu, rồi uống luôn một hơi sâm banh một cách tự nhiên nhất đời, không để ý rằng ai cũng đương nhìn mình chòng chọc. Sau cùng nó khoanh tay ngồi im. Thái độ tọa hưởng kỳ thành ấy làm cho một số ít người bất mãn. Bà vợ ông Phán Mọc Sừng đứng lên nói một cách ranh mãnh. Bây giờ hình như đến lượt ông Xuân, nhà giáo sư quần vợt. Ông Tiffener cũng được dịp trả thù riêng của ông bằng mấy câu. Điều ấy tất nhiên, Khánh Thành sân quần thì tất nhiên bao nhiêu danh dự dồn vào giáo sư quần vợt cả. Vậy thì xin ngài đừng nhũn nhặt quá mà cứ cho chúng tôi được nghe qua một đôi câu văn rất văn hoa của ngài. Ngồi ngay bên cạnh Xuân, Tuyết cũng vô tình thúc giục. Nói đi anh Đốc. Nói rất văn hoa vào cho thiên hạ họ biết tay. Không biết thế nào là phải, như một cái máy có người vặn. Xuân tóc đỏ đành đứng lên, cốc rượu vẫn nâng trên tay, nói. Thì nó vẫn nói to lắm, nói dài lắm, mà lại không bao giờ phải sợ khản cổ, nhất là không bao giờ thẹn. Một điều kiện cốt yếu của những nhà hùng biện, nghiệm như xưa kia, lúc bán phá xa, làm lính cờ chạy hiệu rạp hát, làm nghề thổi loa cho ông vua thuốc lậu Nam Kỳ, nó đã quen cái mồm đàn áp, chinh phục và làm rung động công chúng hơn ai. Nhưng đấy không phải là điều cốt yếu. Phải, đành là phải nói, nhưng phải biết nói gì mới được. Sau 3 phút trầm tư mặc tưởng, vốn thông minh tính bẩm, Xuân tóc đỏ nhớ ngay đến những ngôn ngữ và cử chỉ mà ông bà Văn Minh và ông Tiffener vẫn dùng đến, mà nó đã nghe quen tai ngay từ hôm nó nhảy vào gánh vác trách nhiệm Âu hóa xã hội. Nó bèn từ tốn nói, vừa nói vừa nghĩ. Thưa các bạn gái, thưa các bạn trai. Xuân tóc đỏ nói thế vì óc nó còn đầy những tiếng ấy từ khi nó vào cảnh bồng lai để làm tròn cái bổn phận hại một đời một người con gái đứng đắn và tử tế. Chẳng ngờ tình cờ lối nhập đề ấy lại có kết quả tốt. Chưa ai thấy một diễn giả gọi các thính giả thân mật đến thế. Từ khi nhân loại có chúc từ, ai cũng kính cẩn lắng tai nghe. Xuân lại lắp bắp. Tôi, từ hôm nay mà đi, là đã dự một phần vào cuộc cải cách xã hội rồi. Vậy tôi phải chăm chỉ, và nhất là phải hiểu những việc tôi làm, chưa được âu hóa mấy. Một sự trở ngại trên đường tiến hóa, thể thao, nòi giống, hạnh phúc, là cái gì khác nếu không là sức khỏe của vợ chồng, gắng sức anh em luyện tập, không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời bọn cổ hủ. Giữa buổi cách tân này, cái gì hủ lậu ta đào thải đi, chúng tôi rất được hân hạnh. Nói đến đấy, chợt nhớ đến những cầu tướng thắng trận lúc nhận cúp ở tay một quan tòa quyền hoặc một quan thống sứ, thường reo lên những khẩu hiệu thể thao, Xuân tóc đỏ bèn để kết thúc bài diễn văn. Lip lip lơ, lip lip lơ, hurrah! Giữa lúc ấy, vừa thấy tờ báo đăng rằng nhà bảo hoàng Mora xui người đánh ông Lâm xong, thì lại viết luôn mấy bài hăng hái đòi lấy đầu nhà lãnh tụ đảng xã hội một lần thứ nhì nữa. Ông nguyên đảng viên thập tự lửa Joseph Thiết vỗ đùi kêu to lên. Hay, hay, bravo! Thế là cả gian phòng vỗ tay ran lên họa theo ông ta. Bà phó đoan cũng líp líp lơ một cách xứng đáng. Một vài kẻ hoài nghi thì cũng vỗ tay khen. Vì lẽ chúc từ của Xuân tóc đỏ không phải là đĩa kèn nói. Và những nhà thể thao chính hiệu bất kỳ ứng khẩu thế, kể đã là cừ, chứ cũng không cầu hơn được. Người ta chạm cốc sâm banh khen ngợi chúc tụng lẫn nhau theo lối các vị thượng lưu, đoạn rủ nhau xuống sân quần. Khi xuống đến sân thì ai cũng phải cảm động,
Ôi, thật là một triệu chứng tốt cho thể thao nước nhà, cho tương lai phụ nữ. Trên rặng lưới của cái sân quần, còn mới nguyên như một cô gái còn tân, người ta thấy một, hai, ba, bốn. Cái quần, quần đùi, quần ngủ, quần ra phố, quần ở nhà, cái nào cũng bằng lụa, hoặc trơn, hoặc thêu đăng ten. Những cái có thể khiến những ông cụ già trông thấy cũng phải lai láng lòng xuân, mà lại chính là của bà Phó Đoan. Điên người lộn ruột lên, bà Phó Đoan đã gọi ngay người vú già ra mắng cho một trận kịch liệt, thì người vú già cổ hủ và bảo thủ ấy cứ lảo nhào. Ai biết đâu đấy, gọi là sân quần thì ai chả tưởng để phơi quần. Mấy cái quần bị cất ra chỗ khác rồi, sân quần lại hiện ra quang cảnh vui vẻ khác. Thoạt đầu Xuân đánh với bà Văn Minh, rồi đến với ông Đốc Tờ Trực Ngôn. Sau cùng Xuân đứng với ông Trực Ngôn để đánh với bà Văn Minh và một bà vợ Tây khác, bạn cũ của bà Phó Đoan mời đến. Giữa lúc chưa biết phụ nữ thắng hay nam nhi thắng như thế, thì ở nhà cụ Cố Hồng, người ta nhao lên về cái tin cô Tuyết lẹn đi chơi với ông Xuân. Cụ bà rít lên như những bà mẹ hủ lậu khả ố mà rằng: "Ông đã biết chưa? Ông nuông con ông nữa đi, bao giờ bụng nó bằng cái thúng thì ông mới biết thế nào là nữ quyền, là văn minh, là tối tân, là giải phóng." Phường Ngôn có câu: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, ông làm hại nó, ông làm hư hỏng. Để cho tôi phải nghe lời thiên hạ chửi rủa bới móc." Trước những lý luận bảo thủ rất trở ngại cho cuộc giải phóng phụ nữ của nước nhà như thế, cụ ông chỉ nhắm nghiền mắt lại mà đáp: biết rồi, khổ lắm nói mãi." Nhưng dù biết rồi, mặc lòng, cụ bà cũng đuổi thắng bồi tiêm xuống bếp ngay, vì đã công nhận nữ quyền y như một người văn minh thực sự. Cụ Cố Hồng cũng không phản đối lại việc huyền chức tạm thời ấy. Cụ chỉ đành nằm ngáp dài bên khay đèn mà thôi. Cụ bà lại nhai nhại nói như cái chảo rách: "Ông có biết không, nó với ông Xuân rủ nhau vào một ô ten thuê buồng, chết thật chứ không ngờ rằng." "Biết rồi, khổ lắm nói mãi." "Không ngờ rằng một người như ông Xuân, tưởng là đứng đắn tử tế, ai ngờ mà lại có bụng dạ tội thế." "Biết rồi, khổ lắm nói mãi." Đến đây, cụ bà chợt tưởng tượng đến cái việc khó lòng tránh khỏi của những cặp giai gái mỗi khi rủ nhau vào ô ten. Bèn bưng mặt sụt sịt khóc như một người mẹ hủ lậu. Không thấy nói gì nữa, cụ ông hé mở đôi mắt nhỏ tí ra hỏi: "Thế sao nữa hả bà?" Cụ bà khóc to hơn trước một hồi rồi đau đến kể lể: "Làm sao, lại còn làm sao?" Bà hủ lậu lắm, không nói chuyện được. "Thế nào là hủ lậu?" "Ừ, tôi xin phép ông, tôi hỏi ông, thế nào là hủ lậu?" "Thời buổi bây giờ không có cái lối nam nữ bất tương thân như đời các cụ nhà ta đâu. Bây giờ giai gái được tự do kết bạn với nhau, đi chơi với nhau như Tây. Họ có bạn giai cũng như họ có bạn gái, thế không có gì là lạ." "Ai bảo ông thế?" "Con giai tôi bảo tôi đấy." "Ông đã chắc thế là hay hớm chưa?" "Lý, đã bảo thế thì chắc thế, không hay hớm thì cũng chẳng sao cả." À, con giai ông thì được cái bộ tịch gì, đi mở ngay ra cái hiệu thợ may phải gió ấy, rồi dở ra đến rõ đến lắm trò khỉ. Chướng lắm, tôi không chịu nổi nữa. Đừng tưởng tôi không nói gì là hay lắm đâu. Chướng hay không mặc, cứ biên cái cửa hàng Âu Hóa của nó, cũng mỗi tháng cho nó kiếm được vài trăm bạc lãi đã. Này, tôi bảo thật, thế cũng chưa bỏ. Để cho nàng dâu cứ mặc quần đùi đứng trước mặt mẹ chồng, còn là lãi nữa. Con gái ông mà chữa hoang thì còn là lãi nữa. Việc gì mà chữa hoang, dễ thế cơ. Ông có biết chúng nó làm gì với nhau không? Nào tắm, nào bơi, nào nhảy đâm, lại thuê chung một phòng trong cả một ngày nữa. Từ nãy đến giờ đã được nửa giờ, cụ ông bèn ngáp dài một cái,
Nước mắt nước mũi chảy ra như những người nghiện thuốc phiện đứng đắn và hút có phương pháp. Cụ bèn nhắm nghiền mắt lại. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Người ta biết rõ là hai đứa đóng cửa phòng lại, ngủ trưa với nhau rồi, ông đã biết chưa? Sao? Sao nữa? Bà cụ cười nhạt đau đớn. Lại còn sao nữa? Thế ai bảo mà bà biết rõ thế? Chị ruột nó chứ còn ai nữa. Cái con hoàng hôn cũng lên bồng lai hôm ấy làm gì? Vì hôm ấy chồng nó cũng lên đấy chứ sao? Mau gọi nó ra tìm thuốc cho tôi đây. Việc có thế thôi, không phải ỏm tỏi lên vội. Chẳng những đã không biết giá trị của những phút quý hóa và cái quyền lợi thiêng liêng bất khả xâm phạm của những người nghiện chân chính, cụ bà lại còn nói nữa chứ không gọi ngay thằng bồi tim lên. Để bao giờ bụng nó bằng cái thúng thì mới được ỏm tỏi phóng. Ông còn nghĩ rằng đã có ai xêu tết con tuyết rồi đấy không? Cái thằng Xuân như thế là đồ xỏ lá, đồ ba que, mặt chó chứ không phải mặt người nữa. Để rồi xem, tôi bắt con Văn tới thằng Minh đuổi cổ nó đi cho mà xem. Lại còn con mẹ Phó Đoan, cái con đĩ già dơ đời ấy nữa. Săn quần à, rõ đĩ già mà không biết rỡm. Rồi tôi cấm cửa thằng Xuân cho mà xem. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thật đấy, tôi thì đánh tán xác con Tuyết ra. Tôi thì chửi con mẹ Phó Đoàn một trận cho mà xem. Tôi thì phú con Văn về với mẹ nó cho mà xem. Chứ thế à, Văn Minh tiến bộ thế à? Cụ Hồng giãy hai bàn chân, nhăn nhó kêu. Khổ lắm, nói mãi, gọi bồi nó lên tiêm cho người ta đi, kỳ ơi là kỳ. Cáu tiết, cụ bà đập xuống bàn đánh thình một cái gắt. Tôi không gọi, ông hãy nhịn đi một chốc, hút vào để cái gì cũng biết rồi ấy à. Tức thì cụ ông ngồi gióm dậy, cả quyết. À, giỏi nhé, được lắm, rồi mà xem, để đấy. Tôi hối hôn đám kia cho mà xem. Tôi sẽ gả con Tuyết cho thằng Xuân. Tôi xin cam đoan như thế với bà. Chả gì nó cũng đã học trường thuốc, đã được có người gọi là ông đốc. Mà về quần vợt thì nay mai nó chiếm giải quán quân. Này tôi bảo thật, con Tuyết mà chữa với thằng Xuân thì thật phúc 70 đời cho nhà này. Bà câm đi, bà ngu lắm. Cụ Hồng đã nói như một người nghiện đứng đắn trong một cơn thịnh nộ đúng giờ và đúng bữa.